Dạ vâng, xin chào các bác và anh em. Rất là vui vì hôm nay lại lên một cái video về dòng loa Quốc G1000. Và em đang ghép bộ này gửi đến anh Dũng ở Bình Thuận. Và anh có nhờ anh em chú em, đó là ghép một bộ bao gồm đo một đôi loa Quốc G1000 phẩm lớt, kết hợp với đó là cục đẩy công suất D500 Pro và một chiếc vang đề vang cơ T9 Pro và một lưng tiếng CB800 Ultra. Cuối cùng đó là một cặp mic đề mic gú với kép 321, hát rất là hai tiếng, hát rất là chân thực. Và bây giờ em cũng xin phép đó là mời anh Dũng và các bạn và anh em thưởng thức trước cái chất âm đến từ bộ dàn loa karaoke Quốc G1000 phẩm lớt này để có cái cảm nhận cũng như là cảm nhận trước cái độ hay của cái dòng loa này. Và xin mời các bạn và anh em đeo tai nghe để cảm nhận. Và các bạn và anh em mới được cảm nhận xong cái chất âm đến từ dòng loa Quốc G1000 Plus sau khi mà anh em cho em ghép với cả một bộ rất là khủng khiếp nha. Và một bộ nha, nhìn rất là chuyên nghiệp. Khi mà chúng ta để trong cái không gian gia đình của nhà mình ấy, thì nó tạo lên một cái vẻ rất là chuyên nghiệp cũng như là nhìn rất là hầm hố. Với một đôi loa Quốc G1000 Plus thì đằng mặt đằng trước này có một cái dải căng bằng lụa. Thì ở bên này em sẽ không để các bạn anh em nhìn thấy loa cũng như là các giải chung giải chép, nhìn rất là đẹp. Chẳng hạn nếu mà các bạn và anh em mà không thích để cái căng thì cũng có thể tháo ra rất là đơn giản và dễ dàng. Cái căng này bằng vải lụa thì ngoại trừ đó là để các bạn anh em chắn bụi bẩn thì cũng có khả năng đó là làm tiêu âm, giúp phóng âm thanh ra lan tỏa rộng hơn trong cái không gian gia đình của nhà mình. Và với hai giải loa bass 20 mà polyblast gân cao su này thì có cái tiếng bass nó rất là lực, nó rất là chắc và gọn, như các bạn và anh em cũng có thể cảm nhận ở đoạn test âm vừa lấy. Và một giải loa chung có cái lời ca tiếng hát cũng như nghe những cái bản nhạc có lời tiếng hát rất là chân thực cũng như là rất là hay, chi tiết cũng như là sắc nét và rõ ràng. Và cái giải loa chép cũng là một cái điểm nhấn khi mà cái giải chép rất là len canh lách tách, tiếng nó rất là tươi sáng, nghe nó rất là phê. Một loa chép đòm cũng như là một loa chép mạnh này. Với cái đôi G1000 và Plus này thì các bác và nhà em có thể đánh thoải mái trong không gian gia đình nhà mình từ 20, 30, thậm chí 40, 50 mét. Đánh vẫn rất là thoải mái, vẫn rất là phê và vẫn rất là căng. Với cái thiết kế thì ngoại hình nhìn rất là đẹp khi mà chúng ta để trong không gian gia đình nhà mình mà đang sử dụng đồ gỗ bằng nội thất thì nó tạo lên cái điểm nhấn cũng là cái sự nổi bật và cái sự đồng điệu về màu sắc ở trong cái không gian gia đình nhà mình, tạo lên cái vẻ rất là sang trọng cũng như là rất là đẹp đẽ ở dòng loa Quốc G1000 Plus này. Và ở dưới thì các anh em có bốn chân này để tạo được cái độ ma sát so với cả mặt đất. Thì trong quá trình chúng ta mở những cái bản nhạc mạnh, nó không tạo lên cái độ rung lắc hay là những cái tiếng khó chịu trong quá trình mà chúng ta trải nghiệm âm thanh. Và một chiếc cục đẩy công suất D500 Pro này khi mà các bác và anh em đánh thì đánh rất là hay, cái tiếng nó ra nó rất là lực và công suất của con này thì rất là khỏe, giúp các bạn em đánh thoải mái trên cái dòng loa G1000 này. Và ở trong con này thì có cái mạch chống cháy giúp quá trình chúng ta sử dụng nó sẽ hạn chế tình trạng chập cháy. Và con này rất là nhồi đồng cồi đá, sử dụng rất là bền. Tiếp đến là một con vang xử lý tín hiệu âm thanh số rất là hay, rất là tuyệt vời. Tiếp đến là con lưng tiếng CB800 Ultra và mic. Bây giờ em xin phép đó là hướng dẫn anh Dũng cũng như là các bác và anh em cái cách đấu lối cơ bản của cái bộ dàn âm thanh này. Đầu tiên tín hiệu là tín hiệu từ TV đi vào lưng tiếng thì vào cổng input. Tiếp đến các anh em lấy dây mà hai đầu hoa sen này, các anh em cắm vào cổng output. Cổng output thì đi xuống dưới input của vang thì là các bác và anh em cắm vào cổng AUX1 hoặc là AUX2 nhé. Nếu mà các anh em không chơi lưng tiếng thì cũng có thể cắm trực tiếp chơi cổng quang nếu mà các anh em thích đó. Nếu mà chơi cổng quang thì không chơi lưng tiếng đó. Và mic thì các anh em đi xuống vang giúp em nhé, cắm từ mic này đi xuống dây vang. Vậy là trước tiên đó là phần lưng tiếng xong. Và ở đây có phần sub bass output này, các anh em nếu mà chơi loa sub thì cắm đường dây hoa sen ở phần sub bass output này, sau đó thì chúng ta có thể chỉnh và tinh chỉnh ở trên lưng tiếng, chỉnh loa sub trực tiếp ở trên lưng tiếng luôn. Tiếp đến là các anh em đi từ vang xuống dưới cục đẩy công suất của em, đó là lấy đường dây ca lông được cái này vào cắm vào output ở vang thì phải đi xuống dưới input ở cục đẩy công suất đó, rất là đơn giản đó. Lấy output ở vang
đi vào input ở đầy công suất. Sau đó các anh em cắm hết dây loa. Dây loa thì các anh em cắm đúng màu cho em nhé. Màu đỏ thì vào mới đỏ, còn màu khác màu thì các anh em cắm màu đen, màu đen, để cho tránh cái tình trạng mà cắm lệch thì nó sẽ bị triệt pha cái tiếng bass, nghe nó sẽ rất là không hay và có những cái tiếng rất là khó chịu. Đó, về cơ bản là cái bộ dàn như này là các anh em đã đấu lối xong rồi. Và bây giờ em xin phép mời các anh em thưởng thức thêm một đoạn test âm của cái bộ dàn loa karaoke này. Và các anh em nếu mà thấy hay thì có thể cho em xin một like cũng như một subscribe để em động lực dành video hay hơn kể đến các bạn anh em. Và bây giờ mời các bạn anh em đeo tai nghe để cảm nhận rõ hơn cái chất âm đến từ bộ dàn loa karaoke của anh Dũng. Và cũng rất là cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ anh em cho em trong cái mùa dịch. Và cũng chúc anh và gia đình nhà mình thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều thành công. Và cũng chúc các bạn anh em thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui ở trong cái mùa dịch nha. Và bây giờ mời các bạn anh em đeo tai nghe để cảm nhận cái chất âm đến từ bộ dàn loa karaoke này. Và chúc các bạn anh em nghe nhạc vui vẻ.